Okay. Xin chào các bạn. Thì hôm nay thì bác sĩ cũng vừa thực hiện phép chóc của tử cung cho một bạn nữ 23 tuổi. Thì trước khi làm bạn này thì cách đây một năm thì bạn cũng đã 6 tháng, cách đây 6 tháng bạn cũng đã khám ở phòng khám của mình rồi. Nhưng mà cũng vì một phần là để theo dõi, hai một phần do dịch bệnh thì hôm nay bạn ấy đăng ký để bạn ấy làm cái thủ thuật phép chóc của tử cung. Thì chẩn đoán các bạn là viêm nội tuyến độ 2, thì bác sĩ cũng tư vấn trước là đặt thuốc trước, đấy, sau đó theo dõi nếu mà cái tổn thương nó có thể nhỏ đi hoặc là nó mất đi thì cũng không cần phải thực hiện cái thủ thuật cắt chóp. Nhưng mà sau một thời gian cũng lâu thì đặt thuốc cũng không hiệu quả và dịch của âm đạo cũng rất là nhiều, dịch khi vui nhiều. Nên là bạn ấy cũng quyết định là đến với bác sĩ để thực hiện cái thủ thuật cắt chóp của tử cung. Thì trước khi làm thì bạn cũng rất là sợ hãi, sợ nó có đau hay nó không đau. Thì giờ bác sĩ sẽ cho cùng trao đổi với cả bạn ấy xem là cái tâm lý của bạn ấy tức là cái tâm lý thực của bạn ấy trước khi bạn ấy thực hiện cái thủ thuật này thì bạn ấy lo lắng cái gì và có hoài nghi gì không. Thì bây giờ bạn ấy có thể nhờ bạn ấy chia sẻ cho mọi người biết được là cái thủ thuật này thì nó như thế nào. Em có thể chia sẻ với anh thôi cũng được, em sợ mọi người bạn ấy hơi ngại. Em có thể chia sẻ là trước khi nào em có lo lắng gì không? Trước khi nào em sợ đau. Nói to à? Em sợ đau. Em sợ đau đúng không? Còn lo sợ gì nữa? Yeah. Thế em đã bao giờ biết được cái thủ thuật này chưa? Em nghe tên của cái thủ thuật này bao giờ chưa? Nghe rồi, nghe từ bao lâu rồi? Ngày xưa là chỉ là gọi là nghe là từ đốt thôi đúng không? Nhưng cái này không phải là đốt, cái này là quét chóp đấy. Đấy thì bạn ấy trước khi bạn làm thì bạn ấy rất là sợ đau. Đấy, thế bây giờ sau khi làm xong thì em có đau không? Đau à? Thế làm anh làm có thấy thoải mái nhẹ nhàng đúng không? Ở đây thì phòng khám của anh thì cũng chuyên ung bướu, thế nên những cái mà sàng lọc những bệnh như là ung thư của phụ nữ ấy, thì đấy là những cái công việc hàng ngày của anh cũng như là của phòng khám. Thế nên cái việc làm cái thủ thuật phép chóp của tử cung cho mọi người anh làm rất là nhiều, chính vì vậy thì cái cách anh làm nó cũng sẽ rất là nhẹ nhàng cho mọi người. Ở phòng khám thì bọn anh cũng có một cái thủ thuật riêng để giảm bớt cái tỷ lệ chảy máu sau khi làm cái phép chóp này, vì bác sĩ làm này người ta sợ nhất là chảy máu. Đấy, và trong một cái môi trường nó rất là chật chội, rất là chật hẹp thì cái động tác của bác sĩ nó phải rất là chính xác. Khi động tác nó không chính xác thì nó chạm vào những cái khu vực xung quanh ấy, thì bệnh nhân người ta rất là đau và sợ, và chính vì thế càng làm cho cái cuộc tiểu phẫu, cuộc mổ nó trở nên là khó khăn hơn. Nhưng mà thường anh làm thì bệnh nhân rất là nhẹ nhàng, không cảm nhận gì là mình đang làm thủ thuật, thì cảm thấy nó hơi tức ở vùng phía dưới một chút, bởi vì là để cái mổ vịt ở trong đấy mà. Thế nên bệnh nhân khi mà sợ hãi thì có thể hơi gồng người lên, thì nó làm cho cái mổ vịt nó hơi tác động vào vùng dưới, nó sẽ hơi đau. Đấy. Thì như vậy làm xong thì cũng rất là an toàn và nhẹ nhàng. Thì khoảng độ sau 7 ngày nữa thì em sẽ có cái kết quả giải phẫu bệnh, có cái miếng bệnh phẩm mà anh vừa cắt ra, xét nghiệm để cho chính xác là mình ngoài cái viêm nội tuyến ra thì mình có bị ung thư cổ tử cung không. Như này thì đây là một trong những phương pháp mà sàng lọc cũng rất là hiệu quả cho các bạn nữ. Còn bạn cà phê bạn hình như là có câu dạ, hỏi vâng. Của bạn nữ này không? Dạ thưa bác sĩ ạ, trên trang fanpage Thái Nguyễn Clinic ạ, thì có một bạn khách hàng muốn hỏi bác sĩ đó là em sau khi quan hệ thì em hay bị ra máu âm đạo ạ, thì có làm sao không ạ? Thì rất mong là trong cái clip ngày hôm nay thì bác sĩ cũng giải đáp luôn thắc mắc giúp bạn ạ. Bạn nữ là bao nhiêu tuổi nhỉ? Bạn ấy 32 tuổi ạ. 32 tuổi. Sau khi quan hệ là ra máu thì nó có mấy nguyên nhân.
Cái nguyên nhân đầu tiên là nó có thể là có cái tổn thương ở cái vùng cổ tử cung. Nếu mà viêm nhiễm và viêm lộ tuyến thì quan hệ nó cũng có thể chảy máu. Cái thứ hai là cái chảy máu này nó có liên quan gì, chỉ tức là trong quan hệ nó mới ra máu hay là không quan hệ nó cũng ra máu, thì cái này thì phải hỏi lại cái bạn đấy. Còn nếu mà bình thường bạn cũng ra máu thì phải kiểm tra cả cái nội mạc tử cung của bạn ấy, xem là cái nội mạc nó có dày không. Nếu mà nó dày ra thì nếu nó dày lên thì cũng có thể là nó chảy máu, nó tự nó chảy máu, hoặc là khi mà quan hệ thì nó kích thích mạnh hơn thì nó cũng sẽ chảy máu. Thì như vậy thì các bạn thì cần đến những cái cơ sở khám chữa bệnh về ung bướu để sàng lọc và để kiểm tra xem mình có bị những yếu tố nguy cơ, ví dụ như là ung thư cổ tử cung không, hoặc là ung thư nội mạc tử cung không. Đấy là một trong những hai nguyên nhân chính gây ra chảy máu ở trong cái phần phụ của các bạn. Và đấy mới là cái mà phải cần sàng lọc. Chứ còn nếu mà viêm nhiễm bình thường không thì điều trị bằng thuốc thì nó cũng sẽ khỏi. Nhưng mà những cái mà tổn thương mà nguyên nhân mà lại do ung thư ấy, thì điều trị bằng thuốc nó sẽ không hiệu quả nữa. Và nếu mà mình không khám và phát hiện kịp thời thì cái bệnh ung thư nó sẽ nặng hơn và điều trị nó vừa tốn kém mà rất là mất thời gian và rất là mệt mỏi, nhưng mà cũng chưa chắc là hiệu quả. Còn với những cái bệnh của các bạn nữ khi được phát hiện sớm thì điều trị rất hiệu quả và rất là rẻ tiền, không có tốn kém gì nhiều, kể cả khám sàng lọc. Những cái bệnh của phụ nữ cũng không tốn nhiều tiền, rất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà cũng rất là hiệu quả. Nên là mong các bạn là có bất kỳ những dấu hiệu nào bất thường về cơ thể mình thì các bạn nên lựa chọn cho mình những cái địa chỉ tin cậy để khám và phát hiện ra các bệnh ung bướu. Video này chắc là bác sĩ cũng sẽ kết thúc ở đây. Xin chào các bạn và cũng mong là các bạn luôn luôn đặt ra những câu hỏi cho các bác sĩ và cho đội ngũ của phòng khám.